lộn với em nhỏ tuổi lắm anh, mà em chửi đủ má luôn là sao hả? Thắng em nói chuyện này đàng hoàng coi, quay qua chị nói chuyện coi. Đi ai chơi nè. Chứ mình dưới trên mình. Tụi này nó chat o nè. Chết luôn à. Con. Không biết nha, thằng cuối anh bắn chết luôn. Hello. Rồi đó. Hello my friend. Đi xuống chung nè. Nó dưới hầm á, nãy anh bắn nó dưới hầm á. Đủ bốn sát không? Ôi còn. Ở trên lầu. Trên lầu. Lên luôn, đừng nhấp, lên luôn. Bốn sát mà. Yếu rồi, một thằng yếu, hai thằng tổng cộng, một thằng yếu. Hai thằng hai góc luôn. Máy. Ba team, team tới sau. Bởi em nghe tiếng chút bịch lạ vậy ta. Mấy thằng đứng góc rồi thôi thua luôn. Bắn vậy mà một chút một kia ta. Đường đi đất. Quên. Chuẩn bị lên sao? Giờ thính quá ha, nghe Jenny Jenny cái là nhảy lên liền ha.
Đó mẹ coi nè. Gì? Vô nhà nè. Mới mình clear phải không anh Cao? Ờ. Đúng rồi. Ba team á, có ba team á. Mới mình clear. Squad đi cap. Ngủ cái gì mà ghê vậy? Bên nhà trái có nha. Nhà trái còn giáp hai trong này. Em có. Nhà đó có ai không ta? Không đi. Đi qua nhà đó. Đón hai nè. Yep. Có 4 chỗ này nè. Có 4 đón hai chỗ này. Mới nghe thấy tiếng gì là lạ. Thằng ở chỗ nhà cộng. Tụi nó vẫn còn nhà bên trái. Chuồng gà thì phải. Nghe súng hình như chuồng gà. Bên trái còn nha. Mới bắn đây cái rộp mà ta. Còn nè, nhà trái nè, nhà trái qua nè. Phòng nhỏ nhà trái á. Ngay bụi cỏ luôn, cái bồn bông á, bồn bông. Ok. Em bơm máu cái. Bồn bông kế bên cái cầu thang á.
giữa, ra sân giữa chứ. Lên lầu á. Chưa thấy nha. Nhà mình. Nhà mình đó, nhà mình hướng nhà mình đó. Giờ mù hết thấy rồi. Có qua nhà đôi rồi. Bình thường nha. Để em leo lên đây. Hết thấy rồi. Thấy đâu? Không, hết thấy rồi. Chạy đâu lẹ dữ trời. Thôi, vô bo đi. Ôi, nhà trái. Đó hướng nhà mình nó 285 mà mù á. Dưới chân anh nè. Chúng bơ mà, đi luôn. Nó qua nè, nghe chân kìa. Anh quăng bơm nào, quăng bơm chứ đâu á. Ủa nó lên bằng đường nào vậy? Nó lên bằng đường kia dù á. Má em đang bắn này bị sau lưng bắn nó mới đau. Ủa nãy tính gạt nó luôn cái gì vậy? Không, bắn yếu hơn, cho thằng bồ nó ra cứu mà không có nghĩ là ở trên đầu. Em vừa say qua em thấy nó trên đầu rồi. Dầu gánh đi. Alo, anh yêu hả? Đang chơi game. Gọi cái gì mà gọi. Alo, sao mẹ? Mỗi nhà lắm, mấy chị lắm.
tỏ cái gì đây á đó người. Miệng ke không đưa cái miệng vô không bà miếng hả chị ngồi vậy tỉnh nha điện tử đập chặt cái chị em ăn ăn chị không to còn điều gì chưa nói chị nậu mẹ nhà Vietnamese gangster. Mà mẹ chị ơi mà chị ơi luôn à mở đâu mẹ nghe từng hệ đó mẹ nghe từng hệ đó mẹ nghe từng hệ đó ai la gơi trời hả ngạo à ở chị nào mẹ không nghe không hên hẹn không hên hẹn gì không biến á chị đâu mở đâu chị áo điện được đổi tầng tầng ôn chứ vì mình cũng bị đập giao phải có thể mua áo điện thoại mặt kỳ ôn mày ôn chị áo cũng bị lọt phong muốn đó nhưng mà áo gì có lẽ không được thấy nào đã chưa anh ngồi cứ nâng cứ hẹp trên đập cái này đó anh tội đi nơi bạn dạ bình thường mời hả mời thì lên lớp C ba còn tiếng Anh như đang học C ba bắt đầu C ba rồi dạ thì sống thì mình ơi sống sống thì hãy thả thì đó chứ thả ăn thì đó học được mất dư hơn cỏ thì trưởng thành như rồi thì lúc nãy tỉnh dậy thì dư sống hai cái này chứ dư vì sống mà thì mình sợ thôi chứ kiếp chắc là trời hơn đập cửa đấy. Nhà Hà Tĩnh nào. Nhảy kìa. Sáu người, sáu thằng. Nghĩa là hai team.
Cầu thang nè. Cầu thang em ơi. Còn nữa. Bích mình nãy giờ không nghe hả? Không. Ôi, bởi vì nãy giờ nói chuyện bình luôn. Trưởng ạ. Ôi, có thằng nào đá ở dưới tầng 1 ấy. Em, đó nghe không? Nghe nó hết không? Ừ. Không dám để rích ôn nữa, vãi sợ ấy. Bạn trai em à? Điên là trời, em mà có thằng bạn trai thì em chạy mất xác. Đập từ cái này từ kia cái hét ầm như thằng điên sợ vậy. Ai vậy? không biết luôn. Ở dưới tầng 1 của em ở trọ mà. Mà nhiều khi bị ngáo đá. Thế mới nói sợ nổi thì. Đóng chung con này. Đóng cửa lại đi, đóng cửa khóa cửa lại. Đóng rồi. Đóng chứ làm gì chẳng xuống. Tầng này rồi chắc một phiên luôn. Em tắt cái mic trong game mà. Usagi. Khiếp thật. Ngồi đêm ngủ nghe em ầm rồi sáng dậy. Nhiều khi nó đang cai á em, nó đang cai thuốc á. Chơi game hồi nó lên tới nhà bây giờ. Thôi anh ơi đừng anh ơi. Nó lên đập cửa phòng em mà thôi luôn á. Ồ quên á, có thằng bộ ở chung mà. Ồ thì anh em sợ chứ. Mặc định là bị random rồi kêu bộ luôn. Thằng người yêu cũng sợ hả? Thằng người yêu nhát thế. Thank you.
tìm đồ má bị đơ ấy rớt ngoài luôn rồi. Shit man ơi. Em đi rớt ngoài. Chờ, thằng kia nhậu còn vô nữa. Mày em dán gạt nó chứ. Em quăng flash lên nè, cứ chừng. Có ai trên này đâu. Dưới hết chứ. Ngoài hàng hiên à. Dưới hầm con thằng. Dưới hầm con thằng. Xuống chơi không? Nó lên giờ nè. Nó nghe đầu hầm rồi. Nó lên trong nhà mà lên đầu hầm ở ngoài đường á. AK có trên này nè em. Khó chịu vải trưởng nó dưới chân mình chứ. Hai thằng dưới hầm, hai thằng dưới hầm. Trái phải luôn. Đồ pha hai lại. Ê, ôi, bỏ nó qua, bỏ nó qua. Hay lắm. Kết địch. Bị điên à. Man em vô vấn này em xây qua em hơn sao em được hết sợ từng con. Hơn vãi cứt không mà cũng nhập ngủ. Trời ơi. Cay quá. Không có súng mà còn thụt mình. Xui thôi em. Ừ. À tên cái tầng cao có X4 đó. Anh có X rồi, anh có X4 rồi. Có K nè, Kha bắn K. Anh có K rồi, bắn đi. Rồi đó nó nhảy như siêu nhân nha em. Định làm, nó định làm một cú surprise mà nó không biết. Em thấy nó nhảy xuống mà. Ừ. Nó định làm cú surprise hay sao. Không ngờ gặp phải của anh sao. Ừ, thân đi cục. Ngồi bên này nè em, ngồi bên này nè. Ok. Sao lụm đạn không vô ta? M4. Anh có bốn chưa? Chưa. Leo lên tầng xác của em. Ok. Ê, hôm qua tôi phải đi treo bắn chứ. Anh có máu nhiều quá. Em có 4 phát rồi nè. Ở đâu vậy? Trên lầu á. Có 3 cái xác nằm chung nha, 2 cái xác hay 3 xác nằm chung nha. Có đâu? Có một xác nữa, mấy xác mà. Đó xác. Đâu có đâu. Ừ ok, ổn. Cái đó có ổn mà. Ừ, ok. Đi. Còn lát kìa. Anh đoán đâu cần giáp đâu. Dạ. Ừ. Ở ngoài biển có không? Mà biển có không ta? Không biết. Có, biển mở cửa, vô giờ á.
Mấy cái nhà vợ này trống trơn à. Người ta cứ nói đợi em xíu nha. Ông bị lút kỹ dữ à. Lút khẽ. Anh Cao có nhiều nước không anh Cao? Có 6 bình. Cho em 2 bình đi. Em không có bình nào hết. Tiền chiếu. Đi, vô bờ đi, cạn nó đi. Kho kho nghe cậu nhỏ rồi có anh Nick kìa, người quen luôn. Đợi cầm mà Kevin, đợi cầm mà sợ quen này em quen hết á. Ừ đúng rồi, quen hết á. Em có quen anh đó, anh quen hết. Em tên gì em quên té rồi, anh ở Mỹ. Ừ đó, phải ở Mỹ đâu. Có ba trên này. Ở Cam á. Ở Cam ở đâu? Bu Chi á. Có tiểu bang nào? Quận quận Cam á, quận Cam á. Cam. Three sixty no scope. Quả cầu lớn luôn anh Cao. Ừ. Trong dáng này cắt móng tay mới được, móng tay dài quá. À, biết tụi đang ở đâu rồi nhá. Ở đâu? Cali, Cali Sóc nha. Không, Cam ở ở Long An. Biết rồi, em biết rồi, mấy anh cũng ở Long An, đồ thứ gì, ở Mỹ Tho, Mỹ Thủng gì, biết hết rồi. Không, tụi anh không ở Long An. Tụi anh ở An, An Giang. Quê mẹ ở Cũng Bài Nan đi. Đi quê Bài Nan rồi. Lên đồi, ở lên đồi bên. Quê mẹ anh ở Vịnh Hạ Long. Quê ba anh ở ở Sóc Trăng. Nhiều nơi thế. Còn anh được đẻ ra Sài Gòn. Quê bà ngoại, ông ngoại, bà nội, ông nội cũng khác nhau rồi. Ông nội Lào. Bà nội ở Thái. Ừ, gì nữa nhiều nước. Ê. Sao mấy bạn trẻ thì nóng tính nhờ. Đó đã quen á, Nick á. Nha, trước mặt nè, trước mặt nè. Cái dừa luôn, cái dừa đơn á, cái đường dơn trước mặt luôn. What? What the fuck? Thêm một mắt quá. Anh Cao làm 3 bên Cao không trúng. Không thể tin được tại sao mình phải nói, mình phải hụt như vậy. Nick, Nick, Nick có đang bán phụ anh hay sao? Như Nick đang bán phụ anh. Đất mua này em cũng quên.
Cùng cùng team đó, cùng team đó. Nó bị bắn hai bạn rồi. Trên đầu, trên đầu em ơi, trên đầu. Mày. Trời ơi. Vừa nick, vừa đóng nick. Còn kia. Mẹ là bắn cây cà bắn không bắn ba viên không trúng trời. The fuck. Ba viên thì em cũng thấy. Trời em thấy à. Ba viên mũ một không trúng bắn nào. Tào lao kìa lại đúng đúng tiếu luôn. Thề luôn xem coi. Thề cái thề luôn. Ủa nó đứng im cho anh Kha bắn luôn hả? Ừ. Nó ngồi á, nó không làm gì. Nó không làm gì luôn á. Nó chỉ đứng nhấp lên nhấp xuống thôi. Bye God, oh shit. Người cũng không ngồi, người cũng không. Tào lao thiệt. Không, kiểu như à, kiểu như đục phát sang này nó đứng yên cho mình bắn hay có được bắn hay không bị gung tay không không phải sao như cờ bị tâm lý ấy cờ bị suy nghĩ phức tạp lên là nó sẽ đứng dậy kiểu như đang chuẩn bị báo đang chuẩn bị bóp cò phải không cái nó nhúc nhích một cái à. Cái bị hụt cái đầu cái xong cái nó đứng yên chỗ nó không nhúc nhích nữa cái đầu anh kia nghe đầu bóp cò cái nó nhúc nhích một cái nữa đầu cay thiệt chứ một tháng em mới nhậu có một lần. Chắc vậy. Đúng rồi. Một tháng nhậu một lần. Một năm nhậu hết bia một tháng. Đấy vậy. Ơi, bận quá. Uống được mấy chai và về rồi. Chắc 8 tiếng trời. Nu. Lái xe về gì? Ờ. Vậy ba. Thì lái bình thường thôi, đừng có speeding bình thường vậy. Đù, nhưng mà dẫn lên nói chuyện ghê thiệt. Mất tập trung. Vì đâu mới tập trung mà. Giờ chỉ cơ mình mà mỗi lần mà mình nhậu xỉn mà mình lái xe mình không nói chuyện điện thoại đâu, mình xem phim. Dễ hả? Thực ra nói chuyện đi còn tỉnh đó, đúng không? Chứ còn lá mà nghe à, ý là nói chuyện cho tỉnh đi xíu vậy nghe lên chơi game đúng không? Đúng rồi. Nếu mà không biết có tình giờ ngày mai phải dậy sớm, ngày mai 6 giờ. Sao ngày mai đi mẹ, năm sau đi. Một team nha. Ừ. Chưa gì hết mà cái hội của Gale là thấy ba mươi mấy đứa đi. Rồi. Chưa có mấy cái hội khác nữa. Gần nhà có nha. Kho kìa. Nóc kho rồi. Còn thằng kho nữa. Còn thằng trong nhà, có thằng nhà nha. Ở phải bên trái nè. Bên trái gần anh nè à. Chúng mày yếu à. Cái địt mày à. Ngoài kia bên kia. Hướng này cứu hướng được, cứu được. À, từ cứu hướng này á. Lấy đoạn trời ơi. Má súng mình hết đạn. Súng mình hết đạn em ơi. Đạn 5 nè. Mẹ ơi gạt giò nó chứ tổn lao thiệt chứ. Mấy
vô game mà chưa. Đã em đã, em đứng đó để anh tùy xích thì no scope thôi coi. Đứng đây à. Ê. Đấy. Không. Ui, đấy. Ủa, mình có chơi với Jenny bao giờ chưa ta? Không. Đó. Không. Cái đồ phê không phải. Chơi không nhỉ? Ờ, anh có chơi với em bao giờ chưa? Thôi, không phải đâu giờ cốt đâu. Đừng cố gắng nữa. Anh đoán xem. Đoán xem. Chắc chưa quá đúng không? Kìa, anh Skip nói xem là có. Ồ, nãy anh Khao không chịu bỏ xuống, Khao đứng bỏ, đó. Bỏ xuống mà, bỏ xuống nó mất không tấn rồi. Mất sao nó mất giải vậy? Chơi bao giờ vậy? Ô thính ngân nhỉ, ngân kìa. Bọn này nó lấy ấy rồi. Nó bắn gì ấy? Bắn gì đấy? Hai cái nó đứng yên thì đừng bắn. Để ra qua cút, để qua cút. Đừng. Cố gắng lên, đừng chết. Đừng chết. Thôi đi. Đừng giả vờ nữa. À, còn nút report đúng nhở? Không có rẻ à? Báo cáo à? Thôi biển mà lắn. Thôi biển đấy. Ê, sao mày kìm được bắn nó không gớt ta? Ôi, ra biển lặn đi rồi. Ngoài tôi sáng đạp xe. Khi mà cái áo đi trắng này được free, em chỉ dám mặc vài game sau đó bị đồng đội bắn chết và em đã đổi thành áo tím. Đổi bảo một câu là nhìn đứa nào cũng giống nhau, tôi tưởng là mày là địch cơ mà. Ui, cái gì đấy? Thầy nó ngồi chơi không yên luôn ấy. Mấy cái bà nãy giờ lóc cửa lại, khóa bấm khóa trong, khóa ngoài bấm lại hết.
hai chắc cũng 2 game 3 game nhỉ. Ừ. Top 1 2 kill, top 1 không kill. Chính xác. Ở đâu nhiều lắm nha. Qua nhà đo đi, qua nhà đo đi, nhà đo nhiều lắm. Đi, qua nhà đo đi. Ê, có thằng bò ra ngoài này kìa. Thiết mạng kìa, quý mạng nè. Còn thằng cậu sao cục đá nữa. Rồi chết luôn hả? The fuck. Trời ơi, sát đâu nhiều thế. Trong nhà, trong nhà con, trong nhà con. Ôi, ping. Qua đây đây, xong xong. Bên nhà hôm nay nha. Đúng rồi. Trời ơi, giờ bắn xuyên từ ấy ta. Fuck. Team cũ à. Trong nhà bên phải á, nhà anh phải á. Sau lưng cái cửa sổ á, sau lưng cửa sổ lưới á. Cái giường á. Không gạt đâu, nó không gạt đâu. Hay. Hay lắm anh Cao. Còn team cũ mà, team nãy đi với mình đó. Đừng gạt. Còn nha, đừng gạt. Cho bình nước coi. Ở ngoài. Bắn chút. Ở trên. Chút mặt kìa. Nó có 2 thằng ở chú ơi. Ôi. Má Nick. Hay. Hay lắm. Đừng gạt em. Ngay góc luôn. Ra nhìn thấy liền. Trời ơi. Ngay góc. Hay đấy. Em nhìn ngay góc, em nhìn góc mà nó không phải. Chi chú ơi. Có máu. Ok. Tưởng đâu góc bên nhà này. Đúng rồi. Anh bị cái cọp che chứ đâu thì đứng ngay cái cọp bắn không trúng. Ủa Nhật, bên Nhật có Twin. Có gì kìa? Cái quán nhậu Twin Peaks đó. Không, bên mình không có gì hết trơn man. Dạ hả? Ừ. Bên mình chán hả?
Về tới nha. Yeah. Ừ. Má bên chỗ kêu ở mỗi lần cũng đi đâu mà xa mãi. Bên chỗ mình ở đi chợ bay, đi chợ tàu. Đi chợ tàu tiếng tiếng đúng không? Đi ăn yeah. Đi ăn phở Việt Nam. Đi ăn phở Việt Nam tiếng đúng không? Ủa tưởng tác xịt là cái gì cũng có chứ. Thì xa dữ rồi. Có mà xa lắm không? Dạ, dạ, Gheo ở country không? Không, Gheo. Nói chung Gheo ở trên North nó gần Oklahoma. Chỗ nào ở out of country chứ? Nhà đâu nha? Nhà đôi nè. Nhà đôi kẹt ngoài hiên kìa. Kimuchi man. Fucking shit. Này thì Kimuchi. Cứu ê nóc rồi. Chết rồi, chết luôn rồi. Nè máu nè em, máu nè em, máu đây nè em. Giờ thấy X2 dễ mà. Giờ bây giờ giờ toàn là X2 không bắn, không bắn, không bắn Red Dot với Holo. Dạ. Từ em bắn, em mà bắn Red Dot hoặc Holo thì chốc chốc nhất là Red Dot. Có máu không? Có máu không gì? Có. Are we clear? Oh, not yet. Not clear, not clear. Cố đi, cố. Di chuyển này, di chuyển luôn đi, đừng đứng đó nữa, di chuyển đi. Ấy. Nhà bên nhà bên phải, nhà anh phải chỗ cũ. Ôi, bên sau lưng vô kìa. Chỗ nhân gian bị nóc á. Chỗ nhân gian bị nóc. Thằng nhà phải qua nè, cẩn thận nè. Nhà phải qua nè. Từ từ cứu anh, không sao hết. Sau lưng. Sau nhà cũng có. Tìm đó. À, một tím. Một tím. Đó, bèo vô chưa? Nó đã về đâu mà vô. Ôi ai.
không tới nhà. Ê, có khi nào có khi nào mà bên team của Nick thấy vậy lập team lên đánh stream của anh Khao? Có chứ, đang coi nè. Ôi vậy ạ? Ừ. Nick nào? Thầy này, em thầy nãy giờ chung game mấy game nữa. Này. Nick nào? Bạn sao hả? Ờ, bên group khác. Nick trong group đó hả? Ừ. Bên group khác. Mà lúc đó bị kích rồi. Cái tại anh không có lên nói chuyện, tụi nó kích. Tụi nó bắn hay không? Bắn hay. Hay hơn em không? Hỏi câu mà ai cũng biết là hay hơn. Chắc hôm qua mình đọc 3 lần. Hôm qua em chưa thấy anh bắn đúng không? Hôm qua anh bắn ghê lắm. Được có hôm qua rồi. Giang Thái bắn không? Giang Thái bắn không? Nghe đâu bắn giỏi anh nữa. Ừ, anh Khao bắn hay nè. Ừ, anh Khao bắn hay. Để rồi xem mà để mình mà. Hay gì, Gheo nó chảo vàng kìa. Anh nó chảo vàng không? Gheo thì Gheo thì đâu vô chết đâu. Anh đâu có được chảo vàng đâu. Excuse me. Qua là bắn lực ghê đó. Qua thứ nhật của anh ta. Không, mai mình ngủ rồi, hôm qua mình ngủ rồi. Hôm qua mình đâu chơi game không? Hôm qua mình nằm mơ thấy ba thằng nào đẩy ngu à. Ờ, ba thằng nào đẩy ngu vô cây. Ừ, mình nằm mơ thấy ba thằng nào đẩy vui vô cây à. Mấy bạn ơi, hai phát lần nha, chứ phải một nha. Một một người ta nói hơn, hai lần. Man. Hai team à. Chỗ quần què này lúc nào cũng đông nè. Ê, có người với mình kìa. The fuck. Nó chạy qua nhà đôi rồi. Nhây nhây. Thời. Nhà đôi, nhà đôi. I got no gun. Đúng nhiều lắm ngoài này nè. Nè, đạn nè. Từ nhà đôi qua nha. Đi, qua nhà đôi nè. I'm coming. Đi đi. Anh không có cớp nha. Không có máu luôn. Cái nào không được. Nhà đôi xa lắm. Bên phía sau nhà xa, nhà bên phải. Đúng rồi. Gần cái kho. Ê, gần chuồng gà. Nghe tiếng chân đó à. Nó vô chuồng gà rồi. Vô để lẹ, để lẹ. Anh không có giáp. Ok, đi. Nó đang bắn rồi, đi. Ốp nó. Còn hả? Ôi, trong nhà. Bên phải, bên trái em. Mấy cái pha đó sao mình đẩy ngu vậy ta? Từ từ em chờ đó, chờ tiếp.
Sao tại em thấy đang bắn em tính đẩy lên luôn mà ai ngờ luôn. Thằng trong nhà nó thấy em. Em định móc qua cái nhà nhỏ đó. Em thấy thằng nhà nhỏ xong rồi xui sao anh, trong nhà nó thấy nó bắn anh luôn. Anh bị đẩy ngu của em. Đánh từ từ thôi. Đánh quá. Đừng cầm cướp hai đừng thấy ngon. Nhà ai có con gái à quên. Nhà anh Khao á. Ừ, có ảnh mười mấy tháng rồi đó. Yeah. Ừ. Hậu báo rồi. Ra vô cái stream của anh Khao thấy sao tẻ được nhở? Hả? Ờ. Trông tẻ á. Trông tẻ à? Trông tẻ à? Trông tẻ. Xui vãi cả lòn. Trẻ mà, bữa anh Cao nó 97. Cái sao mấy tuổi? Thôi chứ. Nó đi 87. 87. 87 hả? Ôi, 87 với công. Không như tổng với tổng 5. Thiệt, thiệt. Cái kiểu tổng 5 anh Cao sinh năm 87. 32 tuổi rồi. Cái đồ nào hả? Server của tôi. Dạ. Dạ. Discord server tôi. Tụi nó đẩy gấp quá. Không có thấy che mà đẩy lèo quá để vào. Hả? Sao? Dài. Dài chứ dài chứ sao? Ơ hay what the fuck. Đừng có nói mình trẻ bao giờ đâu. Có bao giờ nói mình trẻ đâu. Chơi với con Gale phải năn nỉ kêu nó được bớt mẫu thóc để còn chia đồ nữa. Trời ơi xuống cho ba cái gì đâu không. Ok. Nhà đó một thằng nè. Hẻm nhỏ, hẻm nhỏ nha em, hẻm nhỏ nha em. That's lucky, man. It's not lucky, okay? No, luck. Pure shit, luck. You die first, man. You die. You die first, okay? You die first. Shut up. Yếu à? Ngay góc tường em.
Anh có phớt rồi. Nó chết, nó nói mình lất kỳ nữa chứ. Mình quăng trái bom vậy mà kêu mình lất kỳ chứ. Ừ. Vì em nghe bên này nãy giờ không bắn nhau chỗ mỗi tim này. Maybe còn tim đang kem trong nhà. Maybe. Ủa hết luôn hả ta? Vậy là hết rồi. Nhật mi mít hả Nhật? Nghe nè. Mi mít hả? Không. Cái mít em dạ bữa mấy bữa nay nó bị rớt á. Xong cái lâu lâu nói chuyện nó không nghe. Rồi mà lâu lâu mà thấy em nói chuyện nhớ nhắc em. Ừ. Anh lấy báo 14. Anh không có xài 14. Rồi nhảy xuống vậy cũng mất máu. Mình giàu mà anh. Đây. Đưa mà 4. Bắt đếm gì nhiều vậy ta, không đựng được đồ luôn. Ba lô 2 mà. Chả hiểu để gì mà. Em ba lô 3 mà còn không để được đồ nữa. Em ba lô 1 thôi. Sao full đồ vậy ta? Coi nạn xịn này quá chừng. Đâu qua đó vậy? Em mới chạy ra. Bạn phải biết. Qua nè. Trời chết tôi rồi. Một tim mà. Bốn mày bắn thính lại cho tôi bắn chuột nè. Fuck, đang lên dốc nè em. Không sao đâu, em bắn cái thính lại là tôi nó sẽ đụng độ cái thím mà. Đâu, cái thính bị bắn chỗ vực khác rồi. Ủa nó bắn lẻ mình đó hả? Vừa mới thấy. Vừa mới đi ra. Bạch nhìn quanh qua. Không được chơi game nữa.
kia. Phát hiện Thành đang đá chim. Ai vậy? Thành. À, cùng má với mình luôn. Được, được. Ủa, khác map rồi, khác map rồi. Chưa mà, khác map mà. À, cùng, 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 cùng. 91 rồi kìa. 91 không? Ờ. Em số bên dưới á. Tôi đề nghị mấy anh nha, mấy anh là quái gì, mấy anh to dữ vậy. Ủa, mình vô tình đó mà, vô tình mình liếc ngang đâu mà. Đâu, anh đâu rồi, ủa, anh đâu rồi. Anh đâu, anh đâu. Ủa, thế anh Khao cũng ở trong nhà hả? Đúng rồi, anh đi Khao với anh ở trong nhà mà. Cách gì ấy? Mà một người một phòng chứ không phải ở chung phòng. Sẽ chung với toilet em. Ừ, sẽ chung toilet. Nhà rộng lắm. Có một toilet à. Nhà Mỹ nó ngộ lắm em. Cái gì cũng rộng, cái gì cũng bự, có một cái toilet. Có một một cái toilet mà toilet tầng á, hiểu không? Rồi, toilet bậc thang á. Is this you, Thành? Hello? Không nghe đâu. Nghe nói không? Nè, 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 nè. À, bay tuyến bình nữa hả? Thành ơi. Ủa sao không vô bắn luôn? Hello? Hello? Có hai thằng đấy, hai thằng, hai thằng. Đâu là, yeah. Là thằng nào? Thành ra ngoài biển rồi. Vô giết tụi nó hết đi. Dạ Thành, đã stream với Thành. Sau lưng anh nè, sau lưng anh nè, Rết, nó đang tới nè Rết. Sau lưng mình, sau lưng mình. Lùm này, sao hôm nay chỗ này không có súng gì? Đằng sau đá là phải tắt cái kia. Rớt xuống hết rồi. Ngoài sân lầu 2 ngoài hiên. Bỏ đâu? Bỏ đi đâu? Trong nhà. Dưới chân mình nó, dưới chân mình nè. Địch leo lên. Em bỏ xuống. Mà mình thấy mà. Còn nên gạt đâu. Gạt đi. Mình đâu có quen đâu. Đâu có quen. Nó dưới hầm á. Cẩn thận nha, dưới hầm nha, nghe tin nha. Giao cho thầy. Em có máu nha. Em có. Buồn dễ sợ. Bây giờ làm sao để sửa cái Discord ta? Discord
bị gì? Không, nó không hiện tên á. Mình quá à. À, hiện trong game đúng không? Đúng rồi. Ờ, em hiện tại cũng đang bị mất. Em không không bật lại được, không hiểu. Em ở sao? Hiện bây giờ bị mất rồi. Lỡ, sao đâu, chờ đại đi. Mà khó chịu quá. Tap ra hai màn hình thôi, đó. Hên á, chứ không hay đâu, không phải hay đâu, hên á. Quan Thành à, Thành nó giàu lắm. Ờ đó, chứ không phải hên, không phải hay đâu. Cái đó mà khi nó ngồi xuống là anh chết trước rồi. Thành đâu chơi đâu vẫn rồi. Thôi Thành đâu chơi đâu. Hẳn là Thành không chơi. Ở đó nó lên chút xíu nó ngồi xuống là anh chết trước rồi đó. Mà nó không ngồi. Ồ được rồi nè. Trời ơi, bữa giờ tắt. Má ơi. Bữa giờ tắt không? Không bật lên hả? Không không. Cái trong cái overlay thì nó vẫn là bật. Nhưng mà trong cái game activity á thì nó lại là tắt. Đột phát. Mà bữa giờ đâu tắt đâu ta. Em không thể đâu tắt đâu. Đây chị cho em chết chưa? Mà sao chơi hai màn hình chơi hai màn hình mà phải cần cái đó đó vậy? Gieo một cái rồi để Facebook ba. Facebook chứ cũng hiện lên được mà. Nhưng mà ý là đâu có mỗi lần chuyển phải bấm tab qua nữa. Mà chỉnh gì vậy? Chỉnh nó hiện tên à, được rồi, được rồi, được rồi, em biết rồi. Nhưng mà xong game này chứ mọi người khác sao được lại. Thành chơi chơi loot không đóng, đóng cửa lại Thành. Đâu, Thành chơi đâu, đúng rồi. Đúng rồi, Thành đâu chơi đâu. Đang ngồi ăn đây nè. anh lên đã tắt rồi kìa. Xấu, tính. Thành ơi. Em cẩn thận nha, chừng có chết á. Nhìn cho kỹ vô. Sâu tất cả. Mình là trở về với nhau. Lại nãy đó là cái cự ly gần nữa. Chưa biết đâu. Cự ly gần thì chỉ có Vector với lại AK. Thì bắn khỏe thôi. Có ai có Red Dot Hulu gì không? Không có Hulu nè. Đó nó lanh chút xíu rồi nó giết được anh rồi. Chết chưa mọi người? Chưa. Chỉ mong mọi người chết vậy lấy thêm một chứ. Ừ. Ai bắn cao? Có ai bắn cao? Có ai bắn cao? Không anh. Ai ghét đậm mà 24. Ủa? Mà em là trong team của thằng Nick hả? Phải không? Ồ, mới là không chơi đã giờ Thành có máu nước nhiều lắm nè. anh sao chuẩn bị chết nè. À, Die Blood. Em trong team của thằng Nick hả? Anh Cao đang đề phòng cảnh giác. À, một phòng chi? Ai đi giữa đường vậy ta? Chết thì chết thôi chứ để phòng chi? Ai là một cam? Em không phải một cam, hai ấy. Em một cam. Em một tím một bom. Chắc một cam, một cam là địch ghế, bắn đi. Đúng rồi. Nhà này lút chưa anh Cao? Rồi. Rồi rồi rồi. Đâu bắn
Chơi chơi tắt game chứ. Thôi chơi chơi tắt ấy game luôn. Tắt cái notify nữa ha. Ngoài đêm nay sông gió. Chơi phải bật lên để cho anh em biết là có người đã stream nè, vui nè, hưng phấn nè, game này phấn khởi nè. Chơi chơi tắt. Tắt notify là sao? Tắt cái thông báo game á. Tức là khi mà em không có tắt á thì khi em chơi game gì thì Discord nó hiện cái tên của game đó lên, hiểu không? Cái là thông tin. Thí dụ mà mình không có tắt á anh Cao. Mà mình be cho ba nó có hiện lên không? Là sao? Thí dụ mà mình không có tắt cái của Discord á. Mà mình US UK nó có hiện lên không? Không. Nó chỉ hiện cái web em mấy thôi, nó hiện cái browser mà em dùng á. Ví dụ như em dùng Google Chrome hay em dùng Firefox thì nó hiện cái đó thôi. Sao vậy? Đèn gì chạy nãy giờ không thấy. Có à. SKS thì đổi rồi. Em đang cầm SKS này bắn không? Em bắn cao không? Các bạn này xịn à, ai lấy không? Ủa, có bên cầm X-Bound rồi. Đạn. Anh có đạn nhiều lắm, dữ. Trời ơi, cá mình giờ đâu, đưa em. Ủa, trên này em nói được miền Nam không? Em nói từ lúc anh bắt đầu nghe được giọng em miền Trung rồi. Thì anh coi thì mọi người nghe quài từ miền Nam. lấy băng bạn xịn không? Nghe thấy không em? Có còn dưới đằng 7 không? Này băng bên này xịn nè. Sau lưng có thính kia. Băng này xịn nè, băng này xịn nè. Em có lấy có đằng có đằng 7 không? Còn bé đây, đưa anh. Đưa đây. Băng có đằng 7 không? Có. Rồi anh dục mớ rồi. Dục đâu? Chụp xa lắm rồi, thôi không kiếm được đâu. Thôi vậy thôi được rồi. Chứ em trăm mấy viên đủ rồi. Bố bò về đây rồi. Ủa nhưng mà gì nhở? Can. Thành ơi, đang trong xanh me rồi Thành ơi. Ok. Mọi máu bên này nhức nhiều quá, trời ơi. Có đang bảy không? Có đang bảy không? Ủa nè, bên đây nè. Có ai bên đây? Thành ơi, Thành nhớ lượm đạn 7 nhiều Thành. Ai rồi. Để xíu nữa gì. Uống full nước rồi. Đừng uống full nước, để nước cho em đây lút nữa chứ. Rồi, ok. Bóc lô sức lao động. Đạn 7 nhiều lắm, ngoài hiên cũng có nè. Cho luôn nhà nè. Trên cầu thang á. Thôi đi thôi anh em. Đúng là không có nước nha. Bây giờ mới để ý. Mình xài cấp 3 này. Máu thì nhiều nha. Máu thì nhiều. Nước thì không thấy. Nước qua Nakam có nhiều kìa. Ủa mới lúc bên Nakam hả? Ừ. Dần phải. Thôi đi. Người anh em. Ôi, đúng. Bò tới. Trời. Giang lút ra lút bột, ra bò lút luôn hả? Sợ gì em? Em thiếu thốn quá rồi. Em thiếu gì? Cũng nhau qua chừng nóc á. Em thiếu cốt. Ở đây có cái ca nè. Có ca nhiều không?
Công nhận cấp thiết rồi. Chết lẹ nha mọi người, số lúc mình chưa già mọi người chết lẹ lắm mà. Ai biết tùy game chứ. Tới lúc mình về rồi mọi người lâu thế. Cốp đi. Cấp 3 nè. Cấp em nhiều rồi này nhưng mà cốp em có thiệt. Anh có cấp 3 nè. Có cấp 3 nè lấy không? Cấp gì em cũng sơi. Ở trên đầu, trên đầu, trên đầu núi, trên đầu núi. Hứa anh nè. Ờ Thành đó, anh Thành đó. Cho trái bơm. Rồi chế lựu đạn làm quen nhé. Ê, ê, có người gần nha. Từ hôm nay anh sẽ đưa em về. Yêu ba ca chỉ mơ. Ai thử máu nữa không? Không, không có đủ rồi. Ba. Anh có cấp 3 nè. Ngay cây nha. Chạy ba đi không? Chạy ba ngồi căng me. Chết. Nằm đó luôn đi nha ông. Trên đỉnh núi á, trên chỗ nãy anh quăng bom á, nằm như đó đó. Vô bo này, bo về chỗ cũ rồi kìa. Đã phát chạy nguyên chỗ U luôn. Ê, trước mặt kìa, trước mặt, trên phải nè, phải đang lên đồi nè. Hướng 5, số 5, số 5, số 5. Sao mấy cái cây á, đúng mà thấy rồi kìa. Chạy nè. Chạy nè. Kìa trống lắm á. Rồi đi bỏ đi bỏ đi. Ba người bán mà không dính được viên gì. Có xe nha. Cái này thôi rồi chạy luôn đi. Áo trắng. Áo trắng. Áo trắng có làm em lo lắng. Để đi đi bà con. Ờ quên nữa, cái súng thính nó fit lại rồi nha. Giờ chỉ còn một món thôi nha. Không có hai món rồi. Ừ, nó fit rồi. Mà chịu anh chơi với anh Gale. Không phải tiên phất. Mà chịu anh chơi với anh Gale bắn được có một món. Cái đó là... đua. Đua là một món anh ơi. Đua một món hả? Quát là hai món. Dạ vâng, vâng, vâng. Ờ, thế à? Mấy bẻ. Coi như mình chưa nói gì. Đua mà hai món thì... Anh tưởng đua cũng phải hai món chứ. Tại vì anh tưởng là anh chơi chung với con am cháu cha thì anh phải được thứ với con am cháu cha, phải hai món, mỗi đứa một thứ. Ê, anh thấy hình như dưới nhà này có người nè, mới thấy đứa nào chạy qua. Có, anh chạy, anh chạy. Đúng không? Chạy rồi. Đụng độ ghê quá. VSS đâu vậy? Trong nhà, trong nhà dài, trong nhà dài. Nhà dài, nhà dài. Cửa sổ nhà dài. Hai Thành. Tham lắm rồi hả? Trong nhà dài á, trong nhà dài á. Thành bán thêm khác. Canh canh đầu này dài dài nè, lát nó ra vô. Ừ. Trên này có chừng nha.
Lết nó phải ra à, không sao đâu, cứ canh đi. Nhìn nó. Nó ra kìa. Chết bây giờ thôi, đừng có tham, được rồi em. Bao năm rồi. Thành chết chứ Thành. Trời ơi, Thành mà chết ha. Thành mới gục thằng á. Thành á. Ơi, phải nha, phải nha, phải nha. Đi vô bo trước, vô bo trước, vô bo trước. Ủa sao nó trúng được anh vậy? Có khói không? Có khói không? Con đường hả? À, đã này, đã này, không, không, không. Chưa, chưa, không. Trời, nó vẫn thấy được anh vậy? Ê, bé này cản đường, what the fuck? Mình đang vô, nó lại nóc mình ra chứ. Giờ đi, 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 vô bo đi, vô bo đi, vô bo đi. Vô bo đi. Đúng 330 á Thành. Trên đồi 330, nhà trên đồi á. Nhà nhỏ trên đồi á. Anh mất giáp rồi. Nói chuyện nhà chó nha. Nói chuyện nhà chó trước mặt nha. Lên luôn, lên luôn, lên luôn, xong rồi. Chơi nó. Ủa, còn Thành không? Quá. Rồi, Thành chết rồi, Thành chết rồi. Nó núp dưới tảng đá, cẩn thận nha. Nó chơi bị. Thành chết chưa? Thành chết rồi, trên đá, cục đá nè, cục đá nè, cục đá lớn nè, cục đá lớn bên phải trước mặt nè. Từ từ, từ từ. Từ từ ra, từ từ ra. Bò dưới tảng đá nha. Mày hả mày? Nóc thôi nha, nóc thôi nha. Ừ. Anh nó từ hồi đang cứu anh, nó bắn từ từ. Hay em, hay em. Còn thằng cứu sau lưng crit kìa. Thằng lái sau lưng. Sáu chục, sáu chục, sáu chục. Nó không có cây đó đi. Đúng rồi. Bơm máu đi. Cố. Thôi đừng cứu nữa. Nó vô rồi, nó vô rồi, nó vô rồi, nó vô nè, nó vô nè. Đừng cứu, đừng cứu, đưa vô nè. Đừng cứu, đừng cứu, đừng cứu, đừng cứu. Dưới chân anh nè. Bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Em ơi, tập trung em ơi. Em đã tập trung mà. Nhìn, anh bảo dưới anh, em nhìn dưới, nhưng nó ở bên trên mà. Em đứng sau cây nhỏ á. Anh khao, à, anh khao ở bên dưới, em nhìn bên dưới thì á. Nhưng cuối cùng nó trên đầu em. Chết mạng tào lao thiệt chứ. Đi theo lượt chơi kìa. Có game vô là top 1 easy. À, thì cái game nó kiểu như mình giống như là cái thằng ba thằng hôm qua. Mình là ba cái thằng hôm qua game cuối á. Là nó còn có thằng hả? Ừ. Mình bị nóc trước. Nó nóc một đế sau là nó đẩy lên trên luôn. Anh vừa thấy nó mà nó chạy lên trên kia lẹ quá. Thằng kia, thằng cái thằng nãy em giết cái cục đá là nó bị em đốt cháy lửa rồi. À. Chết thì tào lao ta. Game là khó. Ủa đâu ra có áo tím đẹp vậy? Hả? À? Đâu ra có áo tím vậy? À hồi xưa mình quay chúng á. Mình áo cặp. Áo cặp mới chịu hả? Cặp là sao?
anh sao? Gen nó có áo cặp đó. Ủa Gen có luôn hả? Ừ. Đâu, này đâu phải đâu. Cũng là tím. Gen, Gen cho bận, cho mượn áo nó bận thử đi. Nó lấy luôn không em, được đưa. Đổi áo nè, áo này đẹp nè. Ừ. Lộn áo rồi ba. Gì? Ủa trả đây. Anh ơi. Mà mình bận mà đâu thấy đâu. Nhìn BD không? Ê ê, nhật bận vô đi, nhật bận vô đi kêu nhìn nè. Trời má BD vãi thôi, bận này. Cái game này nhân vật nữ bận rồi mới đẹp. Có sao đẹp lắm á. Phải nhìn được cái sao đẹp. Không, cái game này nhân vật nữ bận mới đẹp. Cái áo đẹp không? Đa số mấy cái đồ nhân vật nữ bận đẹp lắm. Fire in the hole. Từ đứng kết với khoản. Nó nhỏ không nghe vậy. Chỉnh bự lên. Man, hồi nãy phải thành đừng chết là đập chảo được rồi. Nó thành. Bị thằng đó nó bắn lén đó. Lát vô bắn rồi thành. Vô bắn mấy dán yêu nguyện. Ngồi chơi đi. Hôm qua đứa nào là overnight. Ai? Gắt lắm. Hôm qua. Hôm qua là ai là overnight? Thành nó. Ừ. Ờ đúng rồi, Thành nó mau đi làm tối u mình ai cái kiểu. Ừ. Bữa nay là thôi. Vãi cả hồi. Anh ước mong lâu lắm rồi. Mục tiêu ngoài biển. Mục tiêu này từ kia đâu vậy? Một hàng kìa. Mục tiêu. Đồ mé nó có súng cái gì vậy? Đâu có súng. Tôi ăn bom đấy. Nè mà AK đồ quá trời nè. Ủa nó nhảy xuống rồi ta. Nó dưới nè. Xe đi nè. Coi thằng dưới chân mình nó xem. Dưới chân có nha. Hồng dâm xuống dưới luôn á. Nó im re à. Xuống không? 1, 2, 3 xuống nè. 1. Anh em một người góc nha. Ủa xuống này hả? Oh shit. Xuống xong.
Không có giáp nữa chứ. Tụi nó ngồi kê đi. Má tụi nó ngồi đúng kê luôn á thề. Má mà kêu nhảy vô vậy mà nó không chết ta. Kêu tụi nó chết rồi thì kêu bỏ súng ra hai người. Anh có rồi. Cái thằng nãy là em giết luôn hay sao vậy? Súng confirm thôi. Không. Cái thằng mà em nắp á. Em giết luôn rồi, là hai thằng chết rồi. Tụi nó ngoài kia. Còn thằng ở ngoài kia nữa hết rồi. Mới tới kia mới. Thôi, lại ngồi đó, game gì mà chán gì đâu. Đấy em bỏ đúng không? Game chết đầu. Nó đó. Bên trái cây kìa, trên này. Đó. Bò ở đâu vậy bạn? Nó thấy rồi. Bạn bò đi đâu vậy bạn? Vô nè. Hết. Đi ngủ quá. Đêm nay xong giờ hơ. Trời, có nguyên cục thính cái đây luôn à. Qua ngày mai chưa cách là thính. Rồi. Có gì không? Không có gì hết. Ừ. Có M24 trong thính đó. Ủa, có tiếng thiệt hả? Ừ. Chà, ốp. Hấp dẫn. Có M24 trong thính đó. Trời, còn không có gì hết nữa mới ghê. Thề. Không có gì đâu, tội phải cướp. Ờ, không có gì hết. Để mà kiểu vậy. Mình phải đánh lạc hướng các đối tượng. Mình cứ nghĩ là không có gì hết thì. Em đang cầm gì có SK không vậy? Trời. Có SK không vậy? Dài. Để đi anh em mới quăng ở trong cái thính đó. Thôi không lấy đâu. Có mà hệ từ, ấy có up rồi. Test súng. Ờ, có ai có dư máu này nọ không? Có 4 cục. Okay. 4 cục, 2 cục nước, 2 bình nước. Okay. Trời, giàu vậy. Thank you my friend. Nè, trên đây có máu nữa nè. Trong nhà này có máu. Ô hê. Có lắm nước kìa, trước mặt em sao rồi. Bờ biển chắc lút rồi phải không ta? Nó bờ băng thính đâu ta? Ờ, bờ biển chưa đâu.
Nãy lấy xe nó lút súng lẹ thôi à, nó vô lại. Có đưa dư ta cầm dọc nè. Không, anh x4 đủ rồi. Anh quen với x4 rồi. Hồi xưa bắn được 6, quen bấm x4 chứ giờ quen luôn. Ra biển nè, thiếu gì. Quê nhà mày. Vô bên kia cầu rồi phải. Ở bên kia đâu cầu. Ủa anh Khao đang bắn ít mấy vậy? 4. Ủa sao nhà này mở cửa nè? Thì đó, nó lúc đó. Cái này nó lúc qua. Ừ, nó vô lấy súng cho ông chạy ngược lại. Tích 3 nè. Ở bên kia hầm cầu. Rồi, lấy AK bắn. Giờ đây chắc đang lạnh dần. Có ai thấy băng đạn không? Không. Ủa mấy cái mặt thềm này em lút hết rồi ha. Dạ. Yes. Em lút hết rồi. Dạ. Yeah. Lấy thêm nước không? Không. Rồi vô. Sao em có cái băng đạn thêm của FR này? Trời, hấp dẫn. Ờ, chấp vô luôn lại lấy băng đạn. Lấy đầy đủ xong đó hồi mình bắn được viên thì chết trước nó. Nước này cái nhà là anh với nhà lúc cho nhà lúc hết rồi. Ôi, K98 nè. Rồi bắn K đi. Rồi bắn K ông Giang. Không. Em bắn DMR thôi. Vậy nè, có chip pad nè, vậy. Anh cầm ô, gửi cho em 500 đô kèm theo cái sổ hứng nước. Ủa, K với M24 nó giống nhau mà, phải không? M24 đạn bay nhanh hơn. À, thế. M24 đạn bay chuẩn hơn. Nevermind đèn. M24 sometime nó cũng bị bắt tập. Mời tư đang đạn nó bay nhanh hơn. Mời tư của anh Khao. Hồi nãy anh quăng cái M24. Anh quăng cái M24, anh lụm cái op. Vậy rồi xong anh mới báo là có M24 trong thính nè. Không ai tin hết á. Tưởng bị lỗi hả? Mới chạy lại là thấy cái gì vàng vàng dài dài nữa. À thì ra đang thử thách nè. Đang đứng trên cục đá coi có rớt trúng đầu. Chết đi ngủ luôn. Thấy chưa? Bữa chở thằng Gheo là tại xui thôi. Trời ơi, nhiều món nước quá à. Có ai cầm dùm em, trời ơi, nhiều món nước quá. Ôi, anh đủ rồi. Khiếp lút cái băng đạn cho ấy mà.
10 tiếng bóng mà 4 thôi. Rồi, có ba nàng luôn rồi. Ba nàng xịn luôn mới ghê. Đời, đời này vui rồi nghe. Đời là lắm mà nghe. Đừng con chen. Chưa thấy gì. Kìa, nó bắn thêm cái gần nữa kìa. Cái này gần nè. Đây. À, nó bắn có xe ta. Nó bắn có xe, lấy xe. Không, không có bắn xe. Bom mình nè, có súng không bắn luôn đi. Bắn đi. Còn được con thầm. Còn được con thầm nữa. Đúng rồi, xe, tụi nó bắn lấy xe. Im lặng ghê luôn á. Hey. Hey. Xe kìa. Xe thính vô kìa. Đúng rồi. Đúng rồi, xuống dưới đồi nè, nó xuống cái nhà đang trên đồi nè, đang trên đồi. Đang trên đường xuống đồi á. Dừng rồi, dừng rồi, dừng rồi. Em không thấy. Hướng 680 trên đồi. À, em thấy rồi, em thấy rồi. Ôi. Nó bị tìm khác không à? Còn nè, ngoài gì bo luôn, ngoài viền bo. Có thằng xuống núi nè, bên phải nè, ngay dưới qua đường nè. Giữa đường rồi nè. Sao cục đá, sao đá hai hàng. Sao đá hai hàng nha. Mọi tụi này biết chơi ghê á.
Ở chừng bên trái nha, khu nhà bên trái tụi em nha. Dưới đồi á. Trong nhà vuông. Trống quá, khu này trống quá khao rồi. Ra kìa, xe chất. Má dở vậy. Giữa đường. Bên phải nha, sát phải con thằng nha, sát phải con thằng. Sát phải con thằng. Sát phải con thằng. Trời ơi, chạy ngang trước mày. Sau lưng em ơi, không phải đấy. Bắn ghê hả? Ồ, em đóng thằng Chimbo luôn nè. Bắn ghê vậy ta? Bắn không hiệp luôn. Còn mình đừng SKS hả? Nó không thấy à? Má mình ke hướng đó nãy giờ mà không thấy tụi nó qua. Không, không có chúng. Anh ngồi xuống mà. Má, em đang để single U đó chứ. Em đang tám thằng ngay cục đá. Anh chạy qua anh ngồi xuống mà. Đôi khi ta biết thương đời. Má, bắn ốp bắn không trúng. Fuck. Bắn ốp có giết được nào? Không, không trúng một viên. Dạ. Ờ. Trời ơi. Để ẩm bí, để off, để em bắn cho. Vậy lụm mẹ xuống. Bắn còn có 6 viên à. Dở quá. Vậy sao? Lụm mẹ SKS bắn. Anh bắn SKS quen rồi á. Anh tap quen rồi. Mà mình canh hướng đó quả chừng luôn, canh nửa tiếng hồ luôn, nó không nhúc nhích. Tụi sau lưng á, tụi bên phải á. Sống độc lập là sống tự do. Thôi, hết game này anh ngủ nha. Hả? Anh Khao nói gì? 1:30, hết game này anh ngủ. À. Ừ. Sớm đi, nay ngủ mai, sớm đi. Mai đi công chuyện. À. À, mai đi chung với Gale phải không? Ờ. Mai Gale qua rước. Đúng rồi, bị xa. Đúng rồi, bị xa á. Gen kìa. Cho Thanh dễ dãi vậy. Hả? Cho Thanh dễ dãi vậy. Kêu Gen hát kìa. Gen biết hát không? Ờ, đúng rồi. Hát đuổi khách á. Nghe nói Gen hát hay lắm. Thanh hát hay như kiểu mà gì nhỉ? Kêu Gen á. Kêu Gen hát đuổi á, đuổi kiểu đuổi khách. Kiểu khách đang kiểu 100 người á, giống như kiểu mà đang stream 100 người xem ấy, hát xong rồi còn tụt khoảng còn 20. Ồ, cái web Do With Me là cái web nào vậy ta?
gì web nước à? Một team sau lưng nha, một team sau lưng. Ủa sao 5 thằng ta? Sao anh thấy 5 thằng ta? Con Thành á. Nữa Thành đâu chơi đâu, Thành đang đọc cái gì. Thành đang đọc nút. Không, nhìn hút. Trên, nhìn xuống game kìa là biết gì. Ồ, nó quăng trúng anh. Ủa, em quăng trúng nhau hả? Ừ. Hết luôn rồi luôn, em biết đầu luôn. Trời ơi, nó gạt em luôn. Ôi, em quay xuống dưới, em quay xuống dưới đất mà sao chúng anh khao được? Anh dưới, anh dưới mà. Ôi, anh nhảy xuống hả? Anh bị rớt dưới, nhảy dưới đất dưới. Em chết luôn, trời ơi, nó gạt em. Anh nhảy xuống dưới, trời ơi, anh nhảy xuống dưới sớm vậy. Té hả? Đâu, em xuống thì em có giết thằng đó rồi sao? Ê, còn. The fuck? Còn người nữa. Gần anh nữa, gần cái chỗ hầm nữa. Trời ơi. Bởi vậy nãy nãy nói 5 thằng phải không? Đủ mé hơn là có giáp 3 không là sập mặt. Ố ố, flag anh kìa, kéo. Ừ. Flag anh trong kìa. Bắn luôn à? Ủa, đâu bắn được đâu. Trời đấy. Mọi người là im lặng vậy. Chờ có ai lên tiếng chửi trước để mình hùa theo. Cái cộng đồng này, cộng đồng nào ta? Cộng đồng Pornhub. Thì có ai nghe về, nghe qua The With Me chưa? Chưa. Chưa. Giống về đưa. Ồ dạ, có luôn à. Tôi đang chat với ai á em. Shit, hết đầu. Tôi đang chat với ai á. Anh nghĩ vậy. Cái khác cái mày thương á. Đâu trong tâm bang hả ta? Nghe thấy hấp dẫn rồi đó. Tiếng súng đâu tâm bang á nha. Đúng rồi. Đi em, anh thuê cho. Quỷ đi. Quỷ á. Tại người quen chưa kịp chơi quỷ. Mệt quá. Chơi ông này không vui lắm. Mặc dù người quen nhưng không vui. Chơi với em cũng có người em không thích chơi thiệt mà. Mặc dù người quen á. Vậy là em biết chơi với tụi anh phải không? Đúng rồi. Thôi cũng không thích luôn, không thích luôn. Gheo bắn, gheo toàn chết đầu. Cái gì? Ai mới chết đầu? Em xui, em mới chết đầu, em xui thôi. Khu này mở cửa nha, khu này mở cửa. Okay. Có mấy con bé chim leo đâu luôn nè. Ủa có luôn à? À chắc bạn Thành à. Không, mình vừa nghe nói cái mai mốt cái web leo đùa này nó dẹp. Dẹp luôn? Lộn, không mình vừa lộn, nó diễn đàn thôi. Không phải, nó mất cái mà group bên cộng đồng á. Bên Facebook. Cái này nó đang kiếm tiền mà. 20 tháng 3 là cái group cộng đồng Play Zone Facebook nó sẽ khóa. Ủa tại sao sói trên chat? Nó tập trung ở trên web á. Nó bắt mọi người tập trung ở trên web ấy. Vì trên web bây giờ cũng có một cái đăng cần thuê hay là gì có đăng hết rồi. Vậy để cho đỡ loạn. Không được loạn. Đỡ loạn hay là loạn? Loạn á. Đỡ bị loãng. Ừ. À, loãng là sao? Ngã.
Loãng tức là bị hoa. Loãng biết thiệt à. Tâm linh cô tên này kìa. Thôi đó giờ chỉ nghe là bị loãng thôi. Loãng ấy. Loãng bị nhạt á. Giống như kiểu anh bỏ nước nhiều đường đúng không? Anh pha loãng đi ấy. Trời, nó lên. Nhìn nhà bên đường. Gần mình đúng không? Gần. Đâu sao lưng anh ấy vậy? Không, nhà bên đường hết. Ủa ai bắn suppressor vậy? Nhà bên đường. Nhà bên đường nè, chỗ chấm nè. Quay lại kìa. Nhà nhỏ nè, nhà vuông gần anh nhất. Ôi. Có thằng trên đồi gần anh luôn. Một rồi. Còn thằng nhà vuông nữa, còn thằng nhà vuông nó chuẩn bị nó lên nè. Nhà vuông confirm thôi. Nhà vuông. Ngay dưới hồ thang á. Con này nè. Mình sắp. Hả? Chạy gần quá nó gẹt. Phú được rồi. Đâu? Mình giết rồi mà. Ủa? Mình quăng này chết mà. Quá gheo. Không phải. Gheo rồi. Anh biết sao không? Gheo là chưa tỉnh rượu. Xong chưa tỉnh. Nó có scope gì không? Nó có scope không? Cấp 3. Lần sau cứ từ từ thôi chứ mất công nói chết cá gheo leo đầu lên mổ cho một khóc. Anh đem tới cho. Má anh mới thấy cái flare gun của nó mà ta, nó quăng đâu ta? Ra súng em. Thôi đừng có bắn M4 suppressor nữa. Tí nữa thì thấy 30 đúng 5. Em cấp 3 không? Lấy à. Đó lại người yêu không? Người yêu thấy nó chỉ chà. Người yêu. Ok người yêu. Đây nè. Ô quên lộn tưởng kìa. Anh đem tới cho. Có hiểu tiếng lúc nãy rồi. Không hiểu. Em nói tiếng nước nào vậy? Đó, em chưa không hiểu. Đóng phim đi. Nhập vai đi. Nói chứ anh bảy dùng nhiều lắm. Em nói là anh hiểu hết. Gheo mà quá hệ rộng mà. Gì cũng lôi vô được hay thì. Ai? Ủa mình nói bạn hay quan hệ rộng đó, mình đâu phải là nó bạn. Đó. Để gì gheo dịch cho nha, gheo dịch cho. Em mở rồi anh cho đi. Em mở rồi anh chờ đi. Anh chọn đi. Ủa chọn đi. Má dịch. Chọn đi, chọn đồ ăn đấy. Khổ, đập đồ ăn cái gì? Cái gì em mở cái gì rồi anh chọn đi. À em chọn. Vô tài đồn tàu mấy đồ người. Tam sao thất bản không? Tam sao thất bản. Hỏi tại sao lại cái gì nhỉ? Khoan cái gì? Godship đúng không ta? Em mới học cái bài. Có ai có đuôi em phô không? Gì gossip là đâu phải đâu em, tiếng Anh đó hả? Hả? Gossip đâu phải là nó tam sao thất bản đâu. Không, nhưng mà người ta ở người Việt Nam hay tam sao thất bản lắm. Nói qua ngày này ngày nọ nhưng cứ nói kiểu không đúng như thật. No, tam sao thất bản là gì? 3 star 7 7 stick. Yeah. Thất là 7 không? Thất là 7, ừ thất là 7. Stick là gì? Stick là cái đũa. Cái bạn á. Bại. Ủa nó là... thằng con kìa. Anh thấy không? Ừ. Đó. Nó chạy vô cái nhanh vì sinh nhỏ rồi. Ừ. Ok. Rồi em đi bộ qua nha. Biệt. Em ngồi đi em còn thấy. Anh thấy mà tại anh sao quá anh không bắn thôi. Ai cũng thấy hết á. Ừ. Cũng thèm bắn thôi.
đúng rồi. Ui, không thấy. Ba thằng sinh có đơn con một thằng duo. Ồ, hai viên vẫn chết. Ở đâu vậy? Đâu vậy? Kho, sau lưng kho. Đó. Một team. Nhưng mà nó chạy qua kho vậy. Không, thằng khác nhưng mà cùng team, nó chạy qua kho. Bỏ qua đây. Nó bắn rồi, Bắn rồi. Muộn rồi. Quên nữa chứ. Thôi, bắn nó đi, em áp sát tới rồi. Em mà cầm thì nó không bao giờ hùng. Ôi. Gần, nhà gần. Hai. Một thằng. Thằng nào bắn anh Khao á? Trong khu nhà đó. Trong nhà dài nữa. Đông thế. Hey. Bắn nè. Sầm ca, solo ca các bạn. Còn thằng nhà vuông nữa em. Solo ca các bạn. Lũ đầu lên nữa, lũ đầu. Lũ đầu, ê một viên ơi, một viên anh coi. Ê gì mà không biết đâu hả trời. Trời này nó lì, nó trâu dữ hả? Ừ. Ai bị đẩy phải à? Chờ quá. Có nào gần không? Có thằng gần. Khói cứu được không? Khói cứu được. Trời ơi, quăng nay luôn. Ôi. Ủa lưỡi này chạy ra ngoài mà vẫn dính lửa là sao? Bị kẹp rồi. Má nó gà gạt luôn. Tập trung bên thôi em. Hai team nữa. Tập trung bên thôi. Bị kẹp rồi. À, thằng cái gì mà không chết ta, ba viên. Nó như là một cục đá, sao bắn không chết rồi. Ủa em nóc thằng kia xong có thằng kia bắn viên ca. Em bắn ngay cổ nữa ta. Mà xịt máu ra luôn á. Trời, anh bắn Milton. Tưởng ngay đầu. Anh bắn Milton ba viên còn không chết. Milton yếu lắm. Hả? Ủa? Anh Khao gửi hả? Ừ, anh nghĩ. Yếu chứ tôi bắn xịt máu mà.